Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. News. Phần 1: Giải phóng sức mạnh bản thân. Chương 1: Ước mơ cuộc đời. Vận mệnh cuộc đời tùy thuộc vào ý chí con người. Người kiên định tin vào vận mệnh, kẻ thất thường trông đợi ở vận may. Benjamin Disraeli. Tất cả chúng ta đều có ước mơ. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi người chúng ta tin rằng mình có khả năng đặc biệt, rằng mình có khả năng tạo ra sự đổi khác, có thể ảnh hưởng đến người khác bằng những cách rất riêng và có thể biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn. Mỗi người đều có tầm nhìn về cuộc sống mà mình hằng ước ao và cảm thấy mình xứng đáng được hưởng. Tuy nhiên, đối với nhiều người, những giấc mơ ấy trở nên quá mờ mịt giữa những nỗi thất vọng và vòng quay đều đặn đến tẻ nhạt của cuộc sống thường ngày. Vì thế, họ chẳng còn thiết gắng sức để biến ước mơ thành sự thật. Mơ ước đã bị phí hoài và theo đó, nhiệt tâm lèo lái số phận của chính mình cũng dần nguội lạnh. Rất nhiều người đã đánh mất cảm giác chắc chắn, một trong những phẩm chất của người chiến thắng. Chú thích: cảm giác chắc chắn là nhu cầu cảm thấy được an toàn, thoải mái và ổn định. Theo tác giả, đây là một trong 6 nhu cầu cơ bản: cảm giác chắc chắn, tính đa dạng, thử thách, cảm thấy mình có giá trị, cảm thấy được yêu thương, tương giao với mọi người, trưởng thành, phát triển và đóng góp, chi phối quyết định lựa chọn của con người. Điều mà cả cuộc đời tôi theo đuổi chính là làm sống lại những ước mơ và biến chúng thành hiện thực, đồng thời giúp mọi người nhớ lại cũng như biết sử dụng nguồn sức mạnh vô tận đang còn ngủ quên này. Tôi sẽ không bao giờ quên được cái ngày đã thật sự in dấu trong tâm trí mình. Đó là ngày tôi được sống thật với ước mơ của tôi. Hôm ấy, tôi đang bay bằng trực thăng từ một hội nghị thương mại ở Los Angeles đến quận Cam để diễn thuyết. Khi ngang qua thành phố Glendale, tôi chợt nhận ra tòa cao ốc quen thuộc nơi tôi đã từng làm việc ở vị trí nhân viên gác cổng cách đây khoảng 12 năm. Hồi ấy, lúc nào tôi cũng lo sợ không biết chiếc Volkswagen đời 1960 của tôi có đột ngột chết máy trong một cuốc xe 30 phút đến chỗ làm hay không. Cuộc sống của tôi chỉ chuyên chú vào mỗi việc tôi sẽ tồn tại như thế nào. Sợ hãi, cô độc. Ngày hôm đó, khi đang bay trên bầu trời, tôi đã nghĩ chỉ mới một thập kỷ thôi mà đã có nhiều khác biệt đến thế. Xưa kia, tôi cũng ấp ủ nhiều ước mơ, nhưng vào thời điểm ấy, có vẻ như những ước mơ này vẫn còn mờ nhạt lắm. Song giờ đây, tôi lại có niềm tin rằng tất cả những sai lầm, thất bại trong quá khứ thực sự đã đặt nền tảng cho nhiều hiểu biết và giúp tôi tạo dựng một cuộc sống mới như tôi đang tận hưởng lúc này. Tiếp tục bay dọc theo bờ biển, tôi nhìn thấy đàn cá heo đang đùa nghịch cùng sóng nước, cảnh tượng mà vợ tôi, Becky, và tôi trân quý như là món quà đặc biệt của cuộc sống. Cuối cùng tôi cũng đến Irvine. Khi nhìn xuống mặt đất, tôi có chút lo lắng vì đoạn đường đến địa điểm tổ chức hội thảo bị tắc nghẽn với những hàng xe nối nhau dài cả cây số. Tôi tự nhủ, hy vọng sự kiện gì đó sắp diễn ra tối nay sẽ bắt đầu sớm để mọi người còn có thể đến dự buổi diễn thuyết của mình cho kịp giờ. Ấy vậy mà khi trực thăng hạ dần độ cao để đáp xuống, trông thấy hàng ngàn người đang bị lực lượng an ninh chặn lại, tốt nhiên tôi hiểu được vấn đề. Chính những người đến tham dự hội thảo của tôi đã gây ra đám kẹt xe này. Ban đầu, chúng tôi dự kiến sẽ có khoảng 2.000 người tham dự. Vậy mà hiện có đến hơn 7.000 người đang tập trung để bước vào một hội trường chỉ đủ sức chứa 5.000 người. Khi tôi rảo bước từ khu vực máy bay hạ cánh để tiến vào hội trường, hàng trăm người vây quanh tôi muốn ôm lấy tôi hay chỉ đến nói với tôi rằng những điều tôi chia sẻ đã tác động tích cực đến cuộc sống của họ ra sao. Những câu chuyện của họ quả là đáng kinh ngạc. Một người mẹ giới thiệu tôi với con trai bà, một cậu bé bị gán cho biệt hiệu hiếu động thái quá và thiếu năng lực tiếp thu. Bằng cách áp dụng những nguyên tắc điều tiết tâm trạng, bà không chỉ giúp con dứt khỏi chứng nghiện thuốc Ritalin, tên một loại thuốc chữa bệnh rối loạn tăng động kèm chú ý ở trẻ dùng thường xuyên có thể gây nghiện. Mà sau đó, khi hai mẹ con họ chuyển đến sống ở California, cậu con trai đã được kiểm tra lại và được đánh giá là có trí thông minh và bậc thiên tài. Bạn không thể hình dung nét mặt cậu bé rạng ngời như thế nào khi nghe mẹ cậu tâm sự với tôi về kết quả đánh giá mới này.
Rồi một quý ông nói về cách thức tự giải thoát bản thân khỏi mãnh lực của nàng tiên nâu nhờ vào những kỹ năng điều phối liên hợp thần kinh. Một đôi vợ chồng tuổi ngũ tuần với 15 năm chung sống kể với tôi rằng họ đã cứu được cuộc hôn nhân thoát khỏi đổ vỡ nhờ bài học về các quy tắc cá nhân. Một người bán hàng lại tiết lộ với tôi rằng thu nhập hàng tháng của anh ta từ mức 2.000 đô la đã tăng vọt lên đến 12.000 đô la chỉ sau 6 tháng và một doanh nhân đã nâng doanh số của công ty lên thêm hơn 3 triệu đô la trong vòng 18 tháng nhờ tuân thủ những quy tắc cơ bản trong việc đặt ra câu hỏi có chất lượng và quản lý cảm xúc. Một cô gái trẻ đáng yêu cho tôi xem tấm ảnh trước đây của cô. Giờ cô đã giảm đến hơn 20 cân nhờ vận dụng sức mạnh đòn bẩy. Quả thực, tôi thấy cảm động trước tình cảm của mọi người đến mức nghẹn ngào không nói lên lời. Khi nhìn về phía các thính giả và trông thấy 5.000 gương mặt tươi cười, vui vẻ, đầy tin yêu, chính vào khoảnh khắc ấy tôi nhận ra tôi đang được sống thật với giấc mơ của mình. Thật là một cảm giác tuyệt vời khi biết rằng những kiến thức, chiến lược, triết lý và kỹ năng sống mà tôi tích lũy được đã giúp những người ở đây trở nên mạnh mẽ hơn nhằm tự cho phép bản thân tạo nên những đổi thay như họ hằng ao ước. Biết bao hình ảnh và xúc cảm cuồn cuộn trào dâng trong tôi. Chợt nhớ lại một trải nghiệm chỉ cách đây vài năm khi tôi vẫn còn độc thân. Ngồi một mình trong căn hộ rộng 130m² ngay giữa phố biển Venice náo nhiệt của bang California. Tôi đã rơi nước mắt khi nghe ca từ của một bản nhạc do Neil Diamond hát. Tôi vẫn đây, tôi chuyện trò chẳng với ai, nào có ai lắng nghe tôi, ngay cả chiếc ghế cũng không. Tôi vẫn đây, tôi khóc than, tôi vẫn đây, tôi nói thế đấy. Tôi lạc lõng, mà thậm chí cũng chẳng rõ vì sao tôi cứ bơ vơ mãi thế này. Tôi cảm thấy như thể cuộc đời mình chẳng có ý nghĩa gì, tựa hồ mọi hoạt động của thế giới này đều đang chi phối tôi. Cuối cùng, tôi phải thốt lên. Đủ lắm rồi, mình biết khả năng của mình đâu chỉ có thế này, kể cả về tinh thần, tình cảm và vật chất. Ngay tại thời điểm đó, tôi đã đi đến một quyết định lựa chọn sẽ vĩnh viễn làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi quyết định sẽ thay đổi hầu hết mọi khía cạnh cuộc đời mình. Tôi quyết định sẽ chẳng bao giờ bằng lòng với những gì ở dưới mức tiềm năng của bản thân. Nào có ai đoán trước được, chính quyết định ấy sẽ mang tôi đến khoảnh khắc kỳ diệu như lúc này. Tôi đã chia sẻ hết mình trong buổi diễn thuyết đó. Đến khi tôi rời khỏi hội trường, hàng ngàn người tiễn chân tôi tới tận nơi đậu trực thăng. Nói rằng trải nghiệm ấy khiến tôi vô cùng xúc động thì vẫn chưa đủ. Dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt tôi như thay cho lời cảm ơn đấng tạo hóa về quà tặng tuyệt diệu này. Khi trực thăng cất cánh và bay lên hòa vào ánh trăng, tôi đã phải cấu vào tay mình để tin rằng đây là sự thật. Có thật đây là tôi, gã đàn ông cách đây 8 năm còn sống chật vật, lúc nào cũng cảm thấy chán nản và cô đơn vì không thể làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Tôi đấy ư, một gã béo phì, rỗng túi và chưa biết liệu mình có sống nổi không. Nhờ đâu mà một thanh niên chẳng có gì trong tay ngoài tấm bằng trung học như tôi lại có thể tạo ra những thay đổi lớn lao đến vậy? Câu trả lời thật đơn giản, tôi đã học cách tập trung sức mạnh. Phần đông mọi người không ý thức được về tiềm năng phi thường có thể được đánh thức ngay tức khắc khi biết tập trung mọi nguồn lực mình có vào một lĩnh vực cụ thể. Sự tập trung nếu được kiểm soát tốt sẽ phát huy sức mạnh, giống như tia laser có thể xuyên thủng mọi vật cản. Nói cách khác, khi ta chuyên chú một cách bền bỉ vào việc trau dồi bất kỳ khía cạnh nào, ta sẽ phát huy được năng lực vô song khiến cho khía cạnh đó trở nên vượt trội hơn. Một lý do khiến ít ai trong chúng ta đạt được những gì mình mong muốn là bởi vì chúng ta đã không định hướng sự tập trung, do vậy mà không huy động được hết sức mạnh của mình. Đa số mọi người chấp nhận sống mòn, chẳng bao giờ quyết tâm làm chủ bất kỳ điều gì cụ thể. Hầu như những ai vấp phải thất bại trong đời đều là do họ quá chú trọng vào những điều nhỏ nhặt. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi tin rằng một trong những bài học lớn của cuộc sống là tìm hiểu rõ động cơ nào thôi thúc ta hành động như vậy. Câu trả lời cho vấn đề này vạch ra những nguyên tắc mấu chốt định hình nên vận mệnh cuộc đời ta. Suốt cả cuộc đời, tôi chỉ đeo đuổi một mối quan tâm, điều gì tạo nên sự khác biệt trong chất lượng sống của con người. Tại sao những người xuất thân nghèo khó, học hành không đến nơi đến chốn lại có thể khắc phục tất cả những trở ngại đó để vươn đến thành công khiến chúng ta phải thán phục? Ngược lại, vì lẽ gì nhiều người sinh ra trong một môi trường thuận lợi được ưu đãi với bao nhiêu nguồn lực sẵn có để dẫn tới thành công lại trì trệ, buồn nản và thường sa vào tệ nạn?
Điều gì đã biến cách sống của một số người thành tấm gương, còn một số khác là lời cảnh báo? Điều bí ẩn nào đã giúp cho nhiều người trải nghiệm một cuộc sống sôi nổi, tràn đầy niềm vui và dễ chịu, trong khi những người khác cứ lải nhải mãi điệp khúc, đời mình chỉ đến thế thôi sao? Nỗi ám ảnh bao trùm lên tôi khởi nguồn từ những thắc mắc cơ bản như: làm sao tôi có thể nhanh chóng kiểm soát được cuộc sống của mình? Hôm nay tôi có thể làm những gì để tạo ra sự thay đổi, qua đó giúp tôi cũng như mọi người quyết định vận mệnh của chính bản thân? Tôi có thể mở mang đầu óc, học hỏi, phát triển và san sẻ vốn sống đó cho người khác bằng cách nào? Từ thuở bé, tôi đã tin rằng tất cả chúng ta có mặt trên đời là để góp phần kiến tạo nên điều gì đó rất riêng, và thẳm sâu bên trong mỗi người đều có một năng lực thiên bẩm. Tôi thực sự tin tưởng trong mỗi chúng ta có một con người phi thường đang say ngủ. Mỗi người đều có thực tài, có năng khiếu và có cả một chút khí chất thiên tài chỉ đang chờ được đánh thức. Đó có thể là tài năng nghệ thuật hay âm nhạc, cũng có khi là một phương thức tương giao đặc biệt với những người ta yêu thương, hoặc đó cũng có thể là thiên khiếu về buôn bán, với những phát kiến đẩy chúng ta vươn xa trong kinh doanh cũng như trong nghề nghiệp. Tôi tin rằng Thượng Đế không thiên vị một ai. Mỗi người được sinh ra với nét độc đáo riêng, có cơ hội trải nghiệm một cuộc sống trọn vẹn, đủ đầy như nhau. Vì vậy mà từ nhiều năm trước, tôi đã quyết định cống hiến cả cuộc đời mình cho điều gì đó có ý nghĩa, sẽ trường tồn theo thời gian, ngay cả sau khi tôi không còn hiện hữu. Tôi viết quyển sách này chỉ với một nguyện vọng, mong sao nó sẽ trở thành một tiếng gọi lay tỉnh, thách thức những ai vẫn còn nhiệt tâm với cuộc sống, giúp họ khai thác nguồn sức mạnh mà tạo hóa đã ban tặng. Hãy áp dụng những gì bạn nghiệm ra được vào cuộc sống hàng ngày. Đấy là bước quan trọng nhất cần thực hiện để đạt được kết quả như mong muốn. Phương cách tạo ra sự thay đổi bền vững. Những thay đổi có giá trị thực sự là những thay đổi lâu bền và chắc chắn. Còn những thay đổi nhất thời cuối cùng chỉ khiến ta thêm nản lòng, thất vọng. Thật ra, nhiều người cũng cố gắng biến đổi mình, nhưng với tâm trạng lo lắng, sợ hãi, bởi tận trong vô thức họ tin rằng những thay đổi ấy chỉ là tạm bợ. Một ví dụ điển hình cho tình trạng này là trường hợp một người cần phải ăn kiêng nhưng lại cứ lẩn khẩn, chủ yếu là do niềm tin ấu trĩ rằng những khó nhọc anh ta phải chịu đựng, hầu tạo ra sự thay đổi, sẽ chỉ đem lại những kết quả nhất thời. Tôi đã dành gần như cả đời mình để theo đuổi những gì mà tôi xem như là những nguyên tắc nền tảng tạo ra sự thay đổi bền vững. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chúng và cách áp dụng chúng trong những trang tiếp theo. Nhưng bây giờ, tôi muốn chia sẻ với bạn 3 nguyên tắc, cũng là 3 bước cơ bản có thể áp dụng ngay để thay đổi cuộc đời mình. Những nguyên tắc này tuy rất đơn giản, song lại hết sức hiệu quả nếu được vận dụng thành thục. Bước 1. Nâng tầm bản thân. Bất kỳ lúc nào bạn thực sự muốn tạo một bước biến đổi, điều đầu tiên bạn phải làm là nâng cao những chuẩn mực đặt ra cho bản thân. Khi mọi người hỏi điều gì đã thực sự thay đổi cuộc sống của tôi từ nhiều năm trước, tôi tiết lộ cho họ rằng điều quan trọng nhất là thay đổi những gì tôi đòi hỏi chính mình phải đạt được. Tôi viết ra mọi điều tôi không thể chấp nhận nổi nữa, không còn muốn chịu đựng và tất cả những điều tôi khát khao đạt được. Hãy nghĩ tới những di sản được lưu truyền hậu thế của những con người đã nâng cao các chuẩn mực của mình và hành động đúng theo những gì đã hoạch định với lòng quyết tâm không chút khoan nhượng. Sử sách đã lưu lại những tấm gương đáng khâm phục như Leonardo da Vinci, Abraham Lincoln, Helen Keller, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Albert Einstein, Soichiro Honda và nhiều nhân vật kiệt xuất khác nữa đã thực hiện những bước tiến diệu kỳ trong việc nâng tầm bản thân. Nguồn lực tồn tại trong họ cũng chính là sức mạnh hiện hữu bên trong bạn nếu bạn can đảm đánh thức nó. Thay đổi một tổ chức, một công ty hay cả thế giới này đều phải bắt đầu từ hành động đơn giản là thay đổi bản thân. Bước 2. Thay đổi niềm tin hạn hẹp về bản thân. Nếu bạn đòi hỏi cao hơn ở bản thân nhưng không thực sự tin rằng bạn có thể đáp ứng được thì đồng nghĩa với việc bạn đang hủy hoại chính mình. Niềm tin cũng giống như những mệnh lệnh tuyệt đối, cho ta biết sự việc như thế nào về những gì trong tầm tay và những gì bất khả thi. Chúng định hình nên mỗi hành động, suy nghĩ và cảm nhận của ta. Do đó, thay đổi niềm tin chính là điểm mấu chốt tạo nên bất kỳ sự thay đổi thực sự và lâu dài nào. Trước khi hành động, ta cần củng cố cảm giác chắc chắn rằng ta hoàn toàn có thể và sẽ đáp ứng được những chuẩn mực mới. Nếu không kiểm soát được niềm tin của mình, dù có nâng chuẩn mực lên cao đến đâu, thì ta cũng sẽ chẳng bao giờ có đủ sự tự tin để đạt được chuẩn mực đó. Thử tưởng tượng xem Gandhi sẽ gặt hái được gì nếu ông không thực tin vào sức mạnh của phong trào đối kháng bất bạo động. Chính sự tương hợp trong đức tin đã giúp ông tiếp cận những năng lực tiềm ẩn
và dám đương đầu với những thử thách thường làm ngã lòng những kẻ thiếu tận tâm. Vì vậy, niềm tin mạnh mẽ, tích cực, cảm giác chắc chắn chính là nguồn lực hậu thuẫn cho bất kỳ thành công vĩ đại nào. Bước 3. Thay đổi chiến lược. Để tuân thủ những gì đã hoạch định, bạn cần có những sách lược tốt nhất để gặt hái kết quả. Nếu bạn đã đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho mình và giữ vững được niềm tin, hiển nhiên là bạn sẽ vạch ra được những chiến thuật hành động hiệu quả. Tuy cho cùng, đây là chủ đề của cả quyển sách này. Nó chia sẻ với bạn những phương pháp để hoàn thành nhiệm vụ, mà phương pháp hiệu quả nhất trong hầu hết các trường hợp là tìm ra một hình mẫu, một ai đó đã đạt được những kết quả như mong muốn để học tập từ vốn hiểu biết của họ. Học hỏi cách thức họ đang tiến hành, tìm hiểu những niềm tin cốt lõi của họ và cách họ suy nghĩ. Không chỉ giúp bạn hành động hiệu quả hơn, cách làm này còn giúp bạn tiết kiệm được cả khối thời gian, bởi vì bạn không cần phải động não để phát kiến ra thứ gì đó trong khi nó đã có sẵn. Bạn có thể điều chỉnh lại nó cho phù hợp với mình và biết đâu sẽ còn làm cho nó phát huy hiệu quả tốt hơn. Trong cuộc sống, rất nhiều người hiểu rõ mình phải làm gì, nhưng có mấy ai thực sự tiến hành những điều họ biết là nên làm. Chỉ biết thôi thì chưa đủ, bạn phải hành động. Tôi sẽ giúp bạn nhận ra nguồn sức mạnh vượt trội nào tạo nên những bước cải tiến bền vững nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau tập trung làm chủ 5 khía cạnh trong cuộc sống mà tôi tin là ảnh hưởng tới chúng ta nhiều nhất, bao gồm 1. Làm chủ cảm xúc. Hãy nghĩ thử xem tại sao bạn muốn giảm cân, chỉ để giúp cơ thể bạn bớt xổ xề hơn thôi sao? Hay là bởi vì bạn nghĩ rằng bạn sẽ cảm thấy năng động và tràn trề sức sống hơn, cảm thấy mình quyến rũ hơn trong mắt người khác, cảm thấy tự tin hơn nếu như được giải thoát khỏi vài cân trọng lượng thừa. Đa phần mọi việc chúng ta làm đều hướng tới mục đích là thay đổi cảm nhận của bản thân, nhưng chúng ta ít khi hoặc chẳng bao giờ được hướng dẫn cách thực hiện điều này thật nhanh chóng và hiệu quả. Chúng ta thường xuyên sử dụng trí óc để tự dồn ép mình vào những trạng thái cảm xúc tiêu cực và quên mất những khả năng vốn có. Rất nhiều người phó mặc cho điều kiện ngoại cảnh chi phối những cảm xúc của mình, những điều mà lẽ ra ta hoàn toàn có thể kiểm soát, rồi lại dựa vào những giải pháp chữa cháy tạm thời. Thông qua quyển sách này, bạn sẽ phát hiện ra những lý do xui khiến bạn tiếp tục hành động theo thói cũ và tác nhân gây ra những cảm xúc mà bạn thường gặp nhất. Tiếp theo, bạn sẽ được hướng dẫn từng bước để xác định những cảm xúc nào củng cố thêm sức mạnh, cảm xúc nào triệt tiêu động lực tinh thần và cách tận dụng cả hai loại theo hướng có lợi nhất để xúc cảm không còn là chướng ngại, mà thay vào đó sẽ trở thành một công cụ đắc lực hỗ trợ bạn phát huy tối đa tiềm năng của mình. Chỉ cần nắm vững phương pháp làm chủ cảm xúc, bạn sẽ dễ dàng làm chủ 4 khía cạnh còn lại. 2. Làm chủ cơ thể. Tự hỏi có ích gì khi bạn đã có mọi thứ mình mơ ước nhưng lại không đủ sức khỏe để tận hưởng. Mỗi buổi sáng thức dậy, bạn có cảm thấy tràn trề năng lượng, mạnh mẽ và sẵn sàng bắt đầu một ngày mới? Hay là bạn thức dậy với tâm trạng mệt mỏi y như đêm hôm trước, toàn thân ê ẩm và bực bội khi lại phải lao vào vòng xoay của cuộc sống? Phong cách sống hiện tại của bạn nói lên điều gì? Theo cách nói của bác sĩ Thomas Moffitt, con người đang dùng răng tự đào huyệt cho chính mình khi nhồi nhét vào cơ thể nhiều loại thực phẩm giàu chất béo, chẳng có giá trị gì về mặt dinh dưỡng, đầu độc cơ thể bằng thuốc lá, rượu bia và tân dược, rồi ngồi ì ra, dán mắt vào TV. Bài học thứ hai này sẽ giúp bạn kiểm soát sức khỏe thể chất để không chỉ trông tươi tắn mà còn cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn và luôn biết rằng mình hoàn toàn có thể làm chủ cuộc đời. 3. Tạo dựng và duy trì mối quan hệ. Ngoài việc làm chủ cảm xúc và giữ cho cơ thể khỏe mạnh, việc học cách tạo dựng mối quan hệ từ quan hệ lứa đôi, gia đình cho đến quan hệ công việc, xã hội cũng có ý nghĩa quan trọng không kém. Xét cho cùng, có ai lại muốn học tập, phát triển, thành công và hạnh phúc mà lại đơn độc một mình? Bài học thứ ba này sẽ hé mở những bí mật cho phép bạn tạo ra mối quan hệ tốt đẹp, trước tiên là với chính mình, sau đó là với những người khác. Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc khám phá những điều ta đánh giá cao nhất, những điều ta kỳ vọng, những nguyên tắc phải tuân thủ trong trò chơi cuộc đời và sự tác động của chúng đối với những người cùng tham dự cuộc chơi. Sau khi đã thành thạo kỹ năng cực kỳ quan trọng này, ta sẽ biết cách tạo dựng mối quan hệ sâu sắc với mọi người và sẽ được tưởng thưởng bằng cảm giác ai cũng đều muốn nếm trải, cảm giác được chia sẻ, đóng góp, cảm giác khi mình đã tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác. Với tôi, mối quan hệ là một tài sản quý báu vì nó mở ra cánh cửa dẫn tới mọi nguồn lực tôi cần. Nắm vững bài học này sẽ giúp bạn sở hữu được nguồn lực vô hạn để tiếp tục trưởng thành và cống hiến. 4. Quản lý tài chính.
Bài học thứ tư trong quyển sách này sẽ hướng dẫn bạn cách thức vượt lên khỏi mục tiêu sinh tồn đơn thuần. Hầu hết chúng ta đều có ít nhiều những áp lực tài chính, nên ta tưởng rằng có thêm tiền sẽ giúp giải phóng mình khỏi áp lực đó. Quả là một mẻ lừa ra trò. Tin khẳng định rằng càng có nhiều tiền, áp lực sẽ càng lớn. Mục đích của chúng ta không chỉ đơn thuần là cắm cổ làm giàu, mà là thay đổi quan niệm và thái độ về sự giàu có, để có thể xem tiền bạc như là phương tiện chứ không phải là mục tiêu tối thượng để có hạnh phúc. Muốn sống thoải mái về mặt tài chính, trước tiên ta cần học cách thay đổi nguyên do khiến mình lâm vào tình trạng túng thiếu, rồi học cách trải nghiệm các giá trị, niềm tin và cảm xúc thiết yếu để cảm nhận sự giàu có, duy trì sự thịnh vượng và gia tăng của cải. 5. Làm chủ thời gian. Muốn làm nên kiệt tác đòi hỏi phải có thời gian, nhưng bao nhiêu người trong số chúng ta thực sự biết cách tận dụng thời gian? Tôi không nói về việc quản lý thời gian, mà là việc làm chủ thời gian thực sự và tùy nghi sử dụng, biến nó thành đồng minh chứ không phải kẻ thù. Trước tiên, bài học này sẽ giúp bạn nhận ra những đánh giá hấp tấp có thể dẫn tới những khổ nhọc dai dẳng như thế nào. Bạn sẽ học cách đưa ra quyết định đúng đắn và chế ngự những ham muốn hưởng thụ tức thời, nhờ đó mà có đủ thời gian cho phép những ý tưởng, sự sáng tạo, kể cả tiềm năng của bạn đạt đến mức tối đa. Tiếp theo, bạn sẽ học cách phác ra những bước đi cần thiết để biến ý định thành hiện thực với tinh thần sẵn sàng hành động, với lòng kiên nhẫn chờ đợi trước những khoảng dừng trong đời, cùng với tính linh hoạt, dễ dàng thay đổi cách tiếp cận theo yêu cầu của thực tế. Một khi đã làm chủ được thời gian, bạn sẽ hiểu việc hầu hết mọi người thường đánh giá quá cao những gì họ có thể đạt được trong ngắn hạn và xem nhẹ những thành quả trong dài hạn là đúng hay sai. Sống theo cách của tôi có thể không phải là hình mẫu mà bạn mong muốn. Ước mơ và mục tiêu của tôi có thể không giống của bạn. Mặc dù vậy, tôi tin rằng những bài học về cách biến ước mơ thành hiện thực, cách nắm bắt những điều mơ hồ và khiến nó trở nên rõ ràng chính là nền tảng giúp bạn vươn đến bất kỳ nấc thang nào trên con đường thành công, cả trong đời sống và trong sự nghiệp. Hãy nhớ rằng khi đọc quyển sách này, bạn không cần phải tin và áp dụng mọi điều được đề cập, chỉ cần nắm vững những điều bạn nghĩ là có ích và thực hành ngay lập tức. Bạn không nhất thiết phải thực hiện tất cả những chiến thuật hay vận dụng mọi gợi ý trong quyển sách này để tạo ra những thay đổi lớn lao, bởi lẽ ai trong chúng ta cũng đều có sẵn tiềm năng để tạo nên sự thay đổi, ít nhất là về mặt cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn biết kết hợp và sử dụng chúng một cách đồng thời, sẽ tạo ra kết quả đáng kinh ngạc. Mục tiêu của quyển sách này không phải chỉ giúp bạn tạo ra những thay đổi đơn lẻ, mà là sự thay đổi toàn diện, giúp nâng cuộc sống bạn lên một tầm cao mới. Có những điểm bật quan trọng trong cuộc sống, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ thôi thì mọi khía cạnh có liên quan sẽ hoàn toàn biến đổi theo. Cuộc sống là một món quà, nó cho chúng ta quyền lợi, cơ hội, cũng như trách nhiệm cống hiến, chia sẻ để những điều tốt đẹp ngày càng được sinh sôi. Nào, hãy bắt đầu hành trình khám phá này bạn nhé! Hết chương 1, ước mơ cuộc đời. Chương 2, những quyết định tạo nên sức mạnh. Chúng ta sinh ra là để sống, chứ không phải để chuẩn bị sống. Boris Pasternak. Hy vọng và ước mơ của bạn là gì? Bạn sẽ ở đâu trong 10 hay 15 năm tới? Bạn sẽ sống 10 năm tiếp theo như thế nào? Hiện tại bạn phải sống như thế nào để có thể tạo dựng nên tương lai như mong muốn? Trong hiện tại và về lâu dài, điều gì là quan trọng nhất đối với bạn? Bạn có thể làm gì để định hình nên vận mệnh cuộc đời mình? Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để hoạch định kế hoạch cho tương lai. Đừng chờ đợi, đừng để thời gian trôi đi vô ích. Chúng ta phải tận dụng thời gian. Chỉ sau vài năm nữa thôi, nhìn lại ngày hôm nay, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, hài lòng hay lo sợ. Năm 1980, tôi là một chàng thanh niên 20 tuổi, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn và buồn nản. Gần như không có nguồn thu nhập nào, không được ai tư vấn, không có những người bạn thành công và nhiều kinh nghiệm, không có mục tiêu rõ ràng. Tôi còn hậu đậu và béo ú nữa. Nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tôi đã khám phá ra nguồn sức mạnh có thể thay đổi hầu hết mọi mặt cuộc đời tôi. Đó chính là phương tiện mà tôi sử dụng để nâng cao lòng tự tin và nhờ đó cải thiện khả năng hành động để tạo ra những kết quả trông thấy. Lấy lại khả năng kiểm soát thể trạng, loại bỏ vĩnh viễn hơn 15 cân trọng lượng thừa, làm quen với người phụ nữ trong mơ, cưới nàng và gây dựng một gia đình như mơ ước. Tôi cũng dùng sức mạnh ấy để gia tăng thu nhập từ mức đủ sống lên tới hơn 1 triệu đô la một năm. Nó giúp tôi chuyển từ căn hộ bé xíu, nơi tôi phải rửa chén trong bồn tắm vì không có nhà bếp, tới ngôi nhà hiện tại, biệt thự Delmar.
Sự đổi thay ngoạn mục này đã giúp tôi rũ bỏ cảm giác cô độc và vô dụng để trải nghiệm cảm giác thoải mái, dễ chịu vì có được những cơ hội mới mẻ, được đóng góp điều gì đó cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Và đó cũng là sức mạnh mà tôi đang tiếp tục sử dụng hàng ngày trong cuộc sống để định hình nên vận mệnh của đời mình. Trong quyển Unlimited Power, tôi đã nêu rõ một điều rằng cách thức hiệu quả nhất để tự quyết định đời mình là tự chúng ta phải hành động. Trong cùng một hoàn cảnh, những hành động khác biệt mang lại những kết quả khác biệt. Xét về bản chất, nếu chúng ta muốn định hướng cho cuộc đời mình, chúng ta phải kiểm soát thói quen hành động. Không phải những hành động nhất thời sẽ định hình nên cuộc đời ta, mà chính là những hành động được thực hiện một cách kiên trì, nhất quán. Vậy thì, điều gì quyết định hành động của ta và theo đó quyết định con người ta? Mục tiêu tối thượng của ta trong cuộc sống là gì? Đâu mới là cội nguồn của hành động? Hiển nhiên, lời giải đáp là những gì mà tôi đã ám chỉ ngay từ đầu, sức mạnh của quyết định. Mọi điều ta gặp phải trong đời, cả những điều khiến ta run sợ và những khó khăn ta vấp phải đều bắt đầu bằng một quyết định. Tôi tin rằng vận mệnh được hình thành ngay trong lúc chúng ta đưa ra quyết định. Những quyết định bạn xác lập bây giờ sẽ chi phối cảm nhận của bạn hôm nay, cũng như nhào nặn nên con người của bạn trong tương lai. Con người tạo ra hoàn cảnh, chứ hoàn cảnh không nhào nặn nên con người. Benjamin Disraeli. Chính những quyết định của chúng ta chứ không phải do điều kiện sống xác lập vận mệnh của chúng ta. Có những người được sinh ra trong điều kiện vô cùng thuận lợi, họ có lợi thế về mặt di truyền, môi trường sống, thân thế hay các mối quan hệ. Nhưng cũng có những người có thể vượt lên những điều kiện sống hạn chế nhờ biết đưa ra những quyết định đột phá. Họ trở thành điển hình, minh chứng cho sức mạnh không giới hạn của tinh thần con người. Nếu quyết tâm, ta có thể... Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.